Ê, cô dâu. Dâu đã về, dâu đã về. Chúc mừng cụ nha. Hôm nay cụ làm con dâu mới nha. Ôi, áo phải bắt trên nả ra này vậy. Dâu mới nè. Nào á, nhau. Phạo, 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 chúc áo lễ ô, cô dâu nè. Đây cô dâu, hôm nay cô dâu nhà em nha. Cô dâu 80 tuổi của nhà em đây. Lục luật tỏn pa ở căn tay nơ, Pí Nong ơi. À cá chúc của ông cần có hóng mới. Đi. Pa ở nà. Ó hóng mà môn. Pa tỏn cấp pa pa gọi kế. Ơ nải bà lại đã. Nải. Hả? Ờ giống á? Bồi bao lẽ, bồi bao phải bao à bao bồi. Phải bồi à bao đó. Em hư cái má. Bố xứ là thả tỏn đấy. Thả tỏn đấy. Hả? Thả tỏn đấy. Thả cá khoáng có tỏn đấy đi. Thả tỏn ạ. Bạn mới thả thóng đấy nhỉ? Thả thóng ngắn, bử mang vàng, mang lăng. Ê, cô dâu nhà em đây nha. Cụ nhà em đây, hôm nay mới bắt đầu chính thức cưới đấy cả nhà. Luật của người Tây đấy. Đây, cụ nhà em năm nay 80 tuổi rồi. Nay mới làm lễ nhập họ mọi người ạ. Ôi mẹ ơi, con đi đám cưới đã, tí nữa con quay lại nhé. Cưới ở trong này. Mọi người ở đây ủng hộ tí. Con đã ăn cơm chưa? Ăn chưa? Con về trông anh cho mẹ, chờ mẹ một tí nhá. Mẹ đi đám cưới tí mẹ về nhá. Tưởng bà qua cũng mặc áo tay đi đón dâu chứ. Ơ con tưởng thật. Cái là và văn xin nó ngon đút, mình tưởng bà kia mặc váy chứ. Hóa ra. Nè, đi quá, tháo tòn nà, tháo bao quá. Thế ta? Giá thứ. Giá thứ ạ? Giá thứ quá. Giá thứ. Chồng nhau nhau, chăn.